Em xin chào các bác nha. Để đến với video của em kênh Hàng Nhật Bãi. Hôm nay em giới thiệu đến các bác là nồi của hãng Hitachi mộng lít cao tầng IH áp suất mẫu 2020 màu đỏ. Mẫu do nhựa các bác, xài rất là ok luôn. Mẫu này nấu cơm rất là ngon, nó chuyên về là cơm mềm dẻo. Mẫu này em sale các bác là giá mềm thôi các bác, hơn 1 triệu một xíu thôi để các bác sử dụng. Thì nó có một cái khuyết điểm là như thế này đây. Và ngoại thất này nó hơi bị chày các bác. Mặt là hơi bị chày. Thì ở đây có bị cắn tí đó, cắn nứt miễn nhỏ thôi, chống bể vỡ như chân nha, bị nứt vậy thôi. Còn lại rất là ok, chất lượng là 100% bao nguyên zin nha các bác. Hình thức như hình như video. Nồi cái vỏ nhám nhám xài cũng rất là ok, đẹp lắm các bác. Chỉ là có những khuyết điểm như em nói vậy thôi, vì nó hàng đã xài rồi mà. Mà cái giá thêm bán các bác là giá sale cho các bác cực kỳ mạnh luôn á. Thì bây giờ là mình ngoại thất xong nha. Mình vô nội thất cho em, quên nó chưa có cho các bác kiểu như xem cái năm sản xuất và cái thông số. Thì đây là cái nồi sản xuất cho năm 2020, sự như em nói là 2020. Và bên đây là cái mã của nồi. Nồi 1.0 lít là 1 lít. Điện áp của nồi này là 100V, công suất 1400. Thì các bác xài 100V 110 vẫn được. Thì em đang có bán đổi nguồn điện 2000W cho các bác sử dụng nha. Giá là 550.000 đồng. Đổi nguồn điện 3000W có thể là nấu được hai nồi cơm cùng lúc. Em bán với giá là 700.000. Để bác nào mình có nhu cầu thì inbox liên hệ qua số điện thoại trên màn hình giúp em. Đó. Đi vào nội thất. Thì nội thất lên bao lúc nào cũng phải là ok cho các bác hết nè. Gân xanh lòng đẹp, đặc biệt có công nghệ là tái tạo hơi nước, thì khi nấu nó sẽ những hạt nước sẽ đóng động ở đây các bác, thì có thể là tới một lúc đó thì nó sẽ phun ra, phun ngược ra sẽ có hơi các bác, nó đẩy cái hơi những giọt nước này sẽ dâng xuống đây, dâng xuống những cái lỗ này nè các bác, những cái lỗ này nó sẽ xuống hạt cơm, nấu cơm thì rất là ngon luôn. Thì nếu các bác không tin thì mua cái nồi này về nấu đi, mình cho người lớn tuổi xài rất là ok vì nó là cơm mềm dẻo nha. Đó thì bằng ngoại thất xong như nội thất nè, lòng cũng rất là ok các bác. Bụi nha. Đó. Có những chất chày nha các bác. Đó. Đó cái lòng này cũng có một hai cái chất những chày đây nè, đó. Rồi, cũng là giá thì bao cho các bác cũng là tốt rồi, những mẫu này thường nhất cũng phải 2 triệu các bác, 2 triệu, 2 triệu, 2 triệu ngoài á, nếu đẹp đẹp xuất sắc nha, nhưng cái mẫu này thì em xe các bác giá hơn 1 triệu một tí thôi. Bây giờ cắm điện báo giá nè, cho nhanh gọn để mình có thể là xem được nhiều nồi và mình mua được cái mẫu nồi mà ưng ý nhất. Cắm điện 100 110V cho em nha. Rồi em xin nhắc lại các bác đang xem nồi trên video, đó là nồi 1 lít sản xuất 2020, nồi 1 lít nấu cho 5 người ăn, mỗi lần nấu được 3 bát gạo. Thì lúc này nút nấu cơm cho em, thì em test em nấu cơm rồi nha, chức năng nấu nhanh. Thì nếu các bác mua về thì em sẽ chỉnh cho các bác là chức năng nấu cơm ngon. Cơm ngon là ở đây. Chín chục phút lúc này lúc nấu, thì nếu nó mà là 90 phút mà lâu quá thì có chức năng nấu 54 mấy luôn. Em sẽ có video hướng dẫn chi tiết cho các bác nha. Nút hâm cơm nè, nút tắt, nút nấu, nút hẹn giờ không sáng không chiều. Giờ cái lúc này là chín giờ phút nè, thì chỉnh đúng thời gian mà gia đình mình ăn cơm mà mình buông ra cho em, mình bấm nút nấu thì sẽ đúng thời gian này có cơm ăn nha các bác. Thì đây là cái nút là tắt. Rồi, tắt cho em. Nó chỉnh chế độ tiết kiệm điện. Nó chỉnh là gọi là cái cho các bác là cái để mình hâm này kia rồi đó. Và đây là chọn gạo. Đây là gạo trắng. Gạo trắng không do nó hay nhảy qua đây là gạo trắng không do. Cái này là gạo trắng. Gạo trắng nảy mầm, gạo lứt nước không do vậy nè. Em sẽ có video hướng dẫn chi tiết nha. Đợi nói này sẽ mất thời gian. Thì mẫu này em đang bán cho các bác với giá là bao nhiêu đây? Với giá là cho các bác là 1 triệu 2, cọc cho em 300, chuyển đủ em bao ship, bảo hành 6 tháng. Cảm ơn các bác theo dõi video nha.